Sáng ngày 13 tháng 9, ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, cho biết còn 12 người đi rừng chưa liên lạc được sau bão ở Huế. Trước đó, sau cơn bão số 5, huyện Nam Đông thống kê có 37 người dân ở các xã trên địa bàn bị mất liên lạc do đi rừng làm nương rẫy nhiều ngày. Huyện đã tích cực cùng gia đình tìm cách liên lạc với nhóm người này. Đến hết ngày 12 tháng 9, chính quyền đã liên lạc được với 25 người, còn 12 người chưa liên lạc được. Ông Hồ nhận định, những người này khi vào rừng thường gùi theo lương thực cho 10 đến 15 ngày và có láng trại trong rừng. Ảnh hưởng của bão số 5 không gây mưa lớn, gió mạnh trên địa bàn nên có thể họ vẫn an toàn. Hiện chính quyền huyện Nam Đông vẫn đang tích cực liên lạc với 12 người này. Trước đó, tại huyện A Lưới, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng chức năng cứu hộ 5 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao. Theo đó, 5 người dân địa phương này đi làm nương rẫy trong rừng vào sáng ngày 12 tháng 9. Đến chiều cùng ngày, khi đang chuẩn bị lội sông A Sáp để về nhà thì lũ trên sông dâng lên quá nhanh khiến cả 5 người bị kẹt lại giữa rừng, không thể về nhà. Nhận được thông tin, lực lượng bộ đội biên phòng đã có mặt để ứng cứu, đưa 5 người này vượt sông về nhà.